Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây ở ngay một cái trung tâm mà Auto Verpetung, tức là cái nơi mà thu mua và bán lại các vật tư, vật liệu của các loại xe ô tô cũ. Và ở đây bất cứ người nào có thể đến đây khi họ sử dụng những chiếc xe mà không còn những cái phương tiện có thể lắp ráp được nữa như phụ tùng, thì họ có thể đến đây mua giá rất rẻ để có thể lắp vào cái xe của mình và tiếp tục chạy. Và điều này chúng tôi vào cách đây vào năm 2019, tức là cách đây khoảng 3 năm, thì chúng tôi cũng đã đăng tải những bản tin ở ngay vị trí này khi công ty VinFast ra mắt xe và sản xuất xe VinFast tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã cảnh báo ngay từ đầu với mọi người rằng VinFast đã nhập một dây chuyền công nghệ cũ của Đức về, đó là dây chuyền công nghệ sản xuất xe BMW 5 và X5 để sản xuất xe Lux và một số xe chạy xăng khác loại cao cấp của VinFast. Và bên cạnh đó thì VinFast cũng đã sản xuất những dòng xe rẻ hơn, đó là dạy Fadi mà bản thân của nó ruột, đấy là dây chuyền công nghệ cũ của hãng GM mà ở Đức này họ sản xuất cho hãng xe Opel và không thể tiêu thụ được ở nước Đức nữa. Chính vì vậy mà VinFast đã nhập về với giá rất rẻ, gần như cho không, gần như giá lồng nát, để có thể sản xuất những cái thiết bị, những cái ô tô để bán ở thị trường Việt Nam. Và quả thật như chúng tôi đã cảnh báo thời gian đó thì hãng VinFast chỉ sản xuất xe được khoảng hơn 2 năm thì họ phải tuyên bố ngừng sản xuất vào năm 2022, họ đưa ra tuyên bố đó. Vậy thì tất cả những cái người nào đã mua xe VinFast với giá hàng nhiều trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng, cuối cùng đã bị bỏ rơi, bởi vì khi họ không sản xuất nữa thì tất cả những cái dịch vụ hậu mãi kèm theo và nâng cấp sẽ không còn. Và như vậy là các bạn đã mua phải một cái thứ giống như là ở đây, tức là người ta gọi là xe bãi rác, bởi vì không còn có tiếp tục nâng cấp. Điều đó cũng rất nguy hiểm cho xe ô tô và bất tiện cho các bạn khi mà bỏ số tiền rất lớn. Có những người tiết kiệm ki cóp cả đời để mua được một chiếc xe VinFast, hy vọng rằng và mong rằng đấy là sự ủng hộ cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng thực ra phía sau đó là không phải như vậy. Bởi vì xe VinFast chỉ là công nghệ, máy móc, thiết bị nhập dây chuyền của Đức về để sản xuất. Nhưng thực ra những cái vật tư, vật liệu và những cái thiết bị phụ kiện kèm theo họ đều sản xuất ở Trung Quốc, ở nhiều nước châu Á khác. Và khi VinFast mua thì không ai có thể kiểm chứng được cái chất lượng của những vật tư, vật liệu đó. Đây là cái điều thiệt thòi cho người dân Việt Nam trong thời gian vừa qua khi chúng tôi cảnh báo. Và ngoài ra, khi VinFast đưa những cái thông tin ra là họ sản xuất nhà máy, lắp đặt nhà máy sản xuất hàng trăm nghìn chiếc ô tô, những điều đó không phải. Cuối cùng họ chỉ sản xuất được, bán được vài chục nghìn chiếc trong một năm. Thì như vậy là không đáng kể so với cái việc đầu tư hàng tỷ đô la. Và VinFast cũng đã phải vay của chính phủ Đức, có sự bảo lãnh của chính phủ Đức gần 1 tỷ đô la để nhập cái dây chuyền cũ đó về sản xuất. Nhưng cuối cùng thì chúng ta đã thấy thất bại hoàn toàn. Và đây là hình ảnh mà tôi đã ghi lại vào thời gian năm 2019 khi cảnh báo những khách hàng tại Việt Nam khi mua xe VinFast với công nghệ bãi rác như vậy. Xin gửi các bạn những hình ảnh quen thuộc mà chúng tôi đã phát đúng địa điểm này trong thời gian đó. Và nhiều người sau khi phát những bản tin như vậy, họ dường như phản đối và có những cái thái độ rất hung hăng, hung hãn để đe dọa chúng tôi khi chúng tôi đăng tin. Tuy nhiên, ở Đức là truyền thông tự do, việc đó vẫn tiếp tục được thực hiện và không bất cứ có cái can thiệp nào có thể diễn ra. Bên cạnh đó, thông tin mà chúng tôi nhận được thì khi hãng xe VinFast nhập những cái dây chuyền công nghệ cũ đó thì những cái nhà sản xuất của Trung Quốc và một số nước khác họ vẫn tiếp tục sản xuất những cái phụ tùng phụ kiện cho hãng GM là cái người chủ của cái dây chuyền công nghệ của hãng Opel để bán cho VinFast, rồi là hãng BMW X5 để sản xuất cho BMW, thì họ không sản xuất cho những hãng này nữa và họ dừng lại. Thì VinFast cũng mua luôn cả cái nhà kho, tức là những cái kho, nhưng mà kho rất lớn, lớn hơn thế này rất nhiều, là chứa những cái vật tư, vật phụ kiện mà những cái công ty lớn đó đã đặt nhưng mà chưa lắp ráp. Chính vì vậy mà khi các bạn mua phải những chiếc xe, nếu kiểm tra kỹ ở dưới gầm hoặc là trong những chỗ lắp kín, thì có nhiều người đã phát hiện ra tại sao xe mới lắp ráp xong mới mua mà lại những cái ốc rỉ, rất rỉ. Vì sao? Ốc rỉ đó bởi vì họ để đến 3 đến 5 năm ở trong những nhà kho như thế này, và dưới mưa, gió, và khi không dùng nữa thì tất nhiên nó sẽ rỉ, rỉ rất nhanh. Đặc biệt là những cái loại thép rẻ tiền của những cái nhà sản xuất tại Trung Quốc và một số nước ở châu Á khác thì rất nhanh oxy hóa. Vì vậy mà các bạn đã nhận thấy những cái thông tin là nhiều người khách hàng phản ánh cái chuyện là xe có nhiều ốc vít bị rỉ.
Thế rồi xe, vì cái ruột của nó, tức là cái máy của nó, thì anh có thể đặt những cái nhà sản xuất của châu Á họ sản xuất tiếp. Thế nhưng những cái vỏ thì lại được VinFast tự nghĩ ra, thuê thiết kế và dập để lắp vào thành một cái xe của mình với cái mác chữ V. Nhưng mà làm như vậy trong một thời gian quá ngắn và không có được sự chuẩn bị, được sự kiểm tra, thì tất nhiên là chiếc xe đó sẽ không có giá trị và cũng rất mất an toàn. Chính vì vậy mà rất nhiều người trong thời gian mua xe và lưu hành xe VinFast trong thời gian vừa qua đã gặp rất nhiều trở ngại, đó là chiếc xe đang đi chết máy giữa đường. Xe vừa quay vô lăng đã bị gãy càng và rất rất nhiều những thứ khác nữa. Rồi xe mới mua về, pha đi mới mua về thì bị chảy dầu lênh láng ở dưới mặt đất. Kinh khủng. Và chúng tôi cũng đã phỏng vấn những cái chuyên gia Đức ở đây. Khi chúng tôi đưa những hình ảnh như vậy để họ xem thì họ phẩy tay và họ nói rằng xe đó là xe bãi rác như thế này mà thôi, vì không ai bán một cái xe ô tô cho khách hàng mới tinh như vậy, mua về đã chảy dầu lênh láng. Thì như vậy là cái dây chuyền công nghệ lắp ráp và rất nhiều thứ của VinFast lúc đó lắp bán những cái xe chạy xăng không đảm bảo chất lượng yêu cầu và không được qua kiểm định về chất lượng, về độ an toàn khi mà lưu hành những chiếc xe đó. Họ nói rằng là ví dụ khi mà chảy dầu như vậy thì chạy tốc độ rất cao trên autobahn thì sẽ bị cháy máy, và dầu chảy ra thì cháy luôn cả xe. Và chúng ta còn bắt gặp những cảnh là tại Việt Nam không hiếm chuyện xe VinFast đang đi trên đường cao tốc hoặc là những cái đường phố nào đó bốc cháy đùng đùng, hoặc là đang lỗ ở một cái vỉa hè nào đó cũng bị bốc cháy đùng đùng. Bởi vì sao? Bị dầu chảy và rất nhiều chi tiết khác mà nó không kín, xe chạy xăng nó bơm vào chưa hết, bị nóng máy quá cháy, thế là hỏng xe. Và tất nhiên với những loại xe như vậy thì không hãng nào, hãng bảo hiểm nào ký bảo hiểm cho cái hãng như VinFast bán xe cả, vì rất nguy hiểm. Xe không đạt tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu, của quốc tế mà bán cho khách hàng và bị những cái lỗi sơ đẳng như vậy và nguy hiểm đến như vậy, có thể mất mạng, tức là những cái người đi trên xe có thể mất mạng, thì không ai bảo hiểm cả. Chính vì vậy mà những cái thông tin chúng tôi đăng tải ở chỗ này cách đây 3 năm, rất nhiều người cũng đã biết được sự thật và họ đã không mua xe VinFast khi đó. Và bây giờ họ đã tâm sự và họ nhắn tin cho tôi, họ rất cảm ơn vì chúng tôi đã cảnh báo bạn từ người tiêu dùng tại Việt Nam một cách kịp thời. Nhưng cũng đáng tiếc, rất nhiều người lại đã bỏ tiền và vay tiền nhà băng để mua những chiếc xe không đạt yêu cầu về chất lượng, về kỹ thuật như vậy của hãng VinFast. Và cuối cùng VinFast cũng đã phải đóng cửa và không thể sản xuất xe xăng được nữa, với cái sự lỗ vốn lên đến hàng tỷ đô la. Nếu các bạn thử tính xem, trong vòng 2 năm VinFast kinh doanh, gần 3 năm mà lỗ đến hàng tỷ đô la, thì lấy tiền đâu mà có thể tiếp tục kinh doanh nữa, khi mà cũng VinFast cũng phải đi vay đến 1 tỷ đô la. Thì như vậy là hết vốn rồi. Anh vay 1 tỷ đô la, anh nhập dây chuyền, xong anh lỗ 1 tỷ nữa thì là hết vốn. Hết vốn thì như vậy là nếu mà nhìn tính ra thì cái xưởng lắp ráp của VinFast chỉ còn cái đất không thôi, chứ còn mọi cái xung quanh là đã bị lỗ hết rồi, về không hết rồi trong thời gian rất ngắn. Và thưa các bạn rằng sản xuất, ngành sản xuất ô tô như thế này rất tốn kém, đầu tư vài ba tỷ, một chục tỷ đô la không là cái gì cả, bởi vì chỉ một mẫu xe thì nó cũng tiêu tốn hàng vài chục tỷ đô la rồi. Bởi vì anh phải sản xuất, anh phải nghiên cứu, anh phải thử thị trường, anh phải bán ra thị trường, anh hậu mãi và rất nhiều thứ khác. Chứ là VinFast chỉ vay được 1 tỷ, hai vài ba tỷ không thể thấm vào lâu so với việc sản xuất ô tô cả. Và cái điều đó sẽ chứng minh rằng sẽ thất bại. Và ngoài ra Việt Nam và đặc biệt là hãng VinFast không có cái nền tảng nghiên cứu và sản xuất cơ khí để sản xuất ô tô, không có nền tảng sản xuất và nghiên cứu lập trình phần mềm cho ô tô thông minh và rất nhiều những cái thiếu thốn khác, thì đương nhiên là cái việc mà thất bại là hoàn toàn diễn ra rất rõ ràng. Và cái việc mà cuối cùng mục tiêu là gì thì cái này chỉ có ông Phạm Nhật Vượng mới biết là tại sao VinFast lỗ như vậy mà vẫn sản xuất ô tô xăng, lỗ 1 tỷ, đóng cửa không sản xuất nữa và bây giờ lại tiếp tục sản xuất ô tô điện. Đấy. Thì đây có phải chăng, và họ lại mở một cái dự án rất lớn, lấy rất nhiều đất ở Vũng Áng. Đất đấy là đất của nhà nước Việt Nam, tức là đất của nhân dân Việt Nam, chứ không phải của ông Vượng, cũng không phải của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà đất đấy là của nhân dân, của chúng ta, là của tôi, của các bạn, bởi vì tôi vẫn quốc tịch Việt Nam, là của các bạn, chứ không phải của ai cả. Như vậy ông ta đã lấy hàng nhiều trăm đất, hecta đất tại Vũng Áng, đấy là khu rất quan trọng, có thể làm cảng, rồi những cái cơ sở rất chiến lược. Rồi ông ta lấy đất ở Hải Phòng, những khu rất đẹp, rất lớn. Bởi vì khi mà anh có những miếng đất rồi, anh dựng lên một cái vỏ, anh sản xuất một cái gì đó có vẻ là tốn nhiều đất đai để anh lấy. Thế sau bây giờ anh lỗ, anh bảo anh đóng cửa, thì cái đất đấy đương nhiên vẫn là thuộc của công ty, và công ty có thể dùng cái đất đó, dùng cái
sử dụng của đất đó, anh có thể thế chấp, anh có thể góp vốn cùng với công ty nước ngoài làm cái gì đó, thì đấy là cái điều mà ông Phạm Nhật Vượng có thể đã tính toán trước rồi. Và người Việt Nam thì với những cái tuyên truyền của nhà nước Việt Nam, với cái hệ thống dư luận viên và với cái việc mà làm truyền thông và mua truyền thông, có nhiều thông tin người ta nói với tôi rằng là công ty VinFast là mua truyền thông, trả tiền cho các nhà báo, mua các blogger, tức là những người viết trên mạng xã hội Facebook rất nổi tiếng, nhưng mà ăn tiền của VinFast để viết, để khen ngợi VinFast và để dập tắt những cái người khác đưa tiếng nói phản biện lên không có lợi cho VinFast. Thì đây là cái điều rất nguy hiểm trong cái việc mà truyền thông tự do. Ngoài ra thì ông Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast họ rất thông minh trong cái việc mà lobby ở đây, tức là đây là không phải lobby chính sách như ở Đức hay các nước khác, nó có bộ phận theo dõi lobby, tức là vận động hành lang một cách hợp pháp, và rất là nhiều những công ty chuyên làm cái việc đó. Nhưng ở Việt Nam thì việc đó là không công khai, và họ lobby bằng hình thức có thể là đút tiền cho các quan chức, tham nhũng chính sách và vẽ ra những cái chương trình, những cái dự án mà có lợi cho các doanh nghiệp tư nhân đó, để họ cùng nhau móc tiền của ngân sách ra, tức là tiền thuế của dân, tức là tiền của đất nước Việt Nam, tiền của chúng ta, để họ lấy mất của chúng ta. Đấy là cái việc mà những cái công ty thuộc dạng như là vừa qua chúng ta cũng đã chứng kiến, như bên FEC của rồi nhiều công ty khác đã sử dụng những cái mánh khóe đó, hối lộ, thao túng để tham nhũng và để rút tiền của ngân sách, để rút tiền của những cái nhà băng và rút tiền của các nhà đầu tư làm lợi cho mình mà không cần biết hậu quả cuối cùng ra sao. Thì đây là một cái điều mà cũng cần phải suy nghĩ và xem xét. Cái việc mà lợi dụng và đánh bóng tên tuổi thì ông Phạm Nhật Vượng ông làm rất giỏi. Thì chúng ta cũng đã chứng kiến trong cái thời gian vừa qua, ngay cả ông Tổng Bí thư Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã phải đến dự tham gia vào cái việc là ra mắt cái công ty và cái nhà máy sản xuất xe VinFast tại miền Bắc Việt Nam, tại Hải Phòng. Và sau đó cũng thấy sự xuất hiện rất thường xuyên của ông Nguyễn Xuân Phúc. Khi đó ông Phúc đang là Thủ tướng và bây giờ ông là Chủ tịch nước. Thì ngồi trên xe của VinFast để quảng cáo cho VinFast, để vẫy tay như thế này và làm rất nhiều những cái động tác khác mà không có nguyên thủ quốc gia nào ở các nước dân chủ tự do họ làm. Bởi vì các doanh nghiệp tư nhân làm như vậy thì quảng cáo cho doanh nghiệp nọ, không quảng cáo doanh nghiệp kia, thì điều đó là không công bằng và họ không làm cái điều đó. Nhưng ông Phạm Nhật Vượng đã làm được điều đó, thuyết phục được những người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam để quảng bá cho mình. Và phải chăng phía sau đấy là cái sự chỉ ra rằng là ông ta quen biết rất lớn, thế lực rất mạnh, dằn mặt tất cả những doanh nghiệp khác sản xuất hoặc lắp ráp ô tô khác trong tại Việt Nam để có thể có lợi hơn. Thì đấy là cái điều cũng rất là nguy hiểm, nếu bởi vì thị trường nó bị méo mó, bị bóp méo, và phía sau đó thì chúng ta chưa thể biết được là liệu họ có đi đêm với nhau, họ có tham nhũng, họ có đưa tiền cho nhau một số lượng tiền rất lớn hay không, như thế nào. Thì cái điều đấy phải điều tra và thì mới biết được. Nhưng mà ở Việt Nam thì không ai làm công không cho ai một cái gì cả, ngay cả Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc. Hoặc cũng có thể ông Nguyễn Phú Trọng bị lừa chẳng hạn, ông ta bị đánh lừa về với dự án rồi những cái sự tốt đẹp của nó, cũng giống như ông ta bị đánh lừa ở vụ Việt Á, và ông ta đã ký cái huân chương lao động để tặng cho cái công ty Việt Á này khi nó nghiên cứu và sản xuất ra loại que thử giả. Thì cả Bộ Khoa học Công nghệ và cả Bộ Y tế đều dính ở vụ này và bắt rất nhiều trong thời gian vừa qua. Thì phải chăng là những cái nhóm tư vấn cho Nguyễn Phú Trọng ở trong, ngay trong cái văn phòng của Tổng Bí thư, văn phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đã có bị thao túng, bị tham nhũng và đã ăn rất nhiều tiền để lobby, để cho Nguyễn Phú Trọng xuống quảng cáo cho ông Phạm Nhật Vượng. Cái điều này rất là khó có thể có bằng chứng. Thế nhưng nếu ông Nguyễn Phú Trọng với cái ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông, với cái ban chống tham nhũng của ông mà ông là trưởng ban, mà ông điều tra ra thì ông sẽ tìm được thôi, nếu ông muốn điều tra. Và cái này thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng cần phải xem xét, xem là cái thực tế như thế nào. Và cái việc mà VinFast trong thời gian vừa qua đã tổ chức những cái ra mắt ở Đức một cách rất tệ hại, mà chúng tôi đã phát trong chương trình cách đây 1-2 ngày rồi, rất nhiều người xem, đấy là thực tế là chỉ mất khoảng 2.000 euro thôi. Nhưng mà tại sao lại có những cái thông tin nói rằng là VinFast đã bỏ ra đến 120.000 euro, tức là gấp rất nhiều lần. Thế thì số tiền 118.000 euro còn lại là đi đâu? Phải chăng, nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng đây là một cái bánh lưới để rửa tiền, để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài
một cách hợp pháp, và số tiền đó sẽ đút vào túi những cái người được có thể hưởng cái tiền đó, và qua mắt và nhà nước, qua mắt sở thuế của nhà nước và ông Nguyễn Phú Trọng, lại một lần nữa những cái doanh nghiệp lớn họ tìm cách móc nối với nhau và đưa tiền từ trong nước ra nước ngoài để trốn chạy trong cái việc mà ông có thể đang đốt lò, tức là ông chống tham nhũng. Và những cái tiền đó để làm gì, số lượng bao nhiêu, hàng tỷ đô như thế, từ đâu ra và đi đến đâu, và ai được thụ hưởng ở nước ngoài thì ông Nguyễn Phú Trọng không kiểm tra được. Và nếu như vậy thì rất nguy hiểm cho nền kinh tế Việt Nam, khi mỗi ngày đều bị chảy máu chất xám là một chuyện, nhưng bị mất ngoại tệ rất lớn là một chuyện thứ hai mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải xem xét. Phải chăng những cái doanh nghiệp như vậy họ chỉ dựng lên những cái công ty bình phong, công ty ma, công ty sản xuất nhưng mà thực tế là không sản xuất, thì một thời gian họ đóng lại để họ có thể hợp pháp hóa khoản tiền hàng tỷ đô la rất lớn và chuyển khoản tiền đó ra nước ngoài, như là thời gian vừa qua đã chứng kiến rất nhiều quan chức Việt Nam chạy ra nước ngoài, và họ cũng có những cách chuyển tiền riêng của họ mà Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cần phải để ý và kiểm tra những trường hợp như vậy. Cảm ơn các bạn vừa chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de, và chúng tôi sẽ tiếp tục bình luận và truyền hình trực tiếp từ những địa điểm, những cái nơi mà thực tế nhất để các bạn cùng biết những cái thông tin đang diễn ra tại Việt Nam, trên thế giới.